Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ITC Channel của Trường Cán bộ Thanh tra. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh về một vấn đề mà hàng năm nhiều cơ quan đơn vị phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đó là việc chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ công chức viên chức. Xin chào thầy Nguyễn Tuấn Khanh ạ. Vâng, xin chào cô Thùy Trang. Hôm nay câu hỏi cụ thể về vấn đề này là gì cô? Vâng, thưa thầy, có một câu hỏi của một bạn khán giả gửi tới chương trình như sau. Tôi xin phép đọc nguyên văn câu hỏi. Kính thưa thầy cô, cứ đến dịp cuối năm thì chúng em lại thấp thỏm, không biết mình đi đâu về đâu. Vì mỗi người trong đơn vị có thể sẽ bị chuyển đổi vị trí công tác, chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Thầy có thấy các nơi khác như thế không ạ? Đây hỏi về nơi khác, thực ra là phản ánh cái sự thấp thỏm của bạn thôi. Tôi nghĩ rằng là nếu theo quy định của pháp luật và theo quy định của pháp luật thì nhiều cơ quan tổ chức đơn vị phải làm việc này. Các cơ quan tổ chức đơn vị nói chung ấy, thì phải đều rà soát danh mục những người thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác để thực hiện cái việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thì đây là một trong những cái biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quy định trong luật phòng chống tham nhũng. Từ luật phòng chống tham nhũng năm 2005. Hiện nay là luật phòng chống tham nhũng năm 2018 cũng đều quy định vấn đề này. Và cái hiện nay ấy, thì việc chuyển đổi vị trí công tác được quy định trong luật năm 2018 và được hướng dẫn tại Nghị định 59 ngày 1 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Thế ở cơ quan bạn thì bạn lo lắng về việc này. Tôi nghĩ là nhiều bạn ở các cơ quan tổ chức khác cũng lo lắng. Các bạn lo lắng như tôi cũng xin chúc mừng bạn vì bạn ở vị trí là được phép lo lắng. Vì là những người mà thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác ấy, thì đều là những người mà ở vị trí ta xác mà dưới góc độ là người mà tham gia làm luật như tôi thì tôi hiểu đấy là những vị trí nhạy cảm. Tức là dân gian người ta hay gọi là vị trí đấy là dễ có màu. Thế thì mới phải đưa vào cái diện là phải chuyển đổi. Thế ở trong bạn mà đọc kỹ cái luật phòng chống tham nhũng và nghị định 59 thì bạn sẽ chia sẻ được việc này. Và ở đây thì trong nghị định 59 thì có quy định chi tiết là 119 cái vị trí công tác phải chuyển đổi. Mà tự chung lại thì ở ba cái nhóm vị trí mà người ta hay gọi là dễ có màu đấy, dễ có quà cáp đấy. Một là cái bộ phận là liên quan đến công tác tài chính, tài sản, bộ phận quản lý tài chính, tài sản. Hai là những công chức mà làm ở vị trí liên quan đến công tác cán bộ. Mà chúng ta bây giờ thấy là hiện tượng chạy chức, chạy quyền đấy. Bao nhiêu loại chạy chức, chạy quyền, chạy danh hiệu, chạy tuổi thì chạy chức, chạy quyền, rồi chạy chỉ tiêu biên chế. Ba là những người mà trực tiếp tham gia vào cái quy trình để giải quyết các cái vụ việc cấp phép liên quan đến cơ chế xin cho, làm việc tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ hành chính của doanh nghiệp, của tổ chức và của các cá nhân khác. Đấy, bạn lo lắng như thế thì tôi xin chia sẻ với bạn là ở phương diện nào đấy cũng mừng cho bạn vì bạn ở cái vị trí mà người ta thấy là dễ có màu. Nhưng mà các cơ quan khác thì cũng trả lời chung là cũng nhiều cơ quan cuối năm là và sang mỗi một năm mới thì đều có cái kế hoạch để mà chuyển đổi những cái vị trí ở vị trí đó. Vâng, đấy là bạn ấy chia sẻ và hỏi thầy vậy thôi ạ. Đây mới là câu hỏi chính ạ. Bạn ấy hỏi tại sao phải chuyển đổi như thế hả thầy? Và chỗ em có người thì gọi đó là luân chuyển, có người thì gọi là chuyển đổi vị trí công tác, còn có người thì lại là điều động. Thế thì em không hiểu bản chất việc này là như thế nào ạ. Thầy có thể giải thích thêm về vấn đề này được không ạ? Cái thuật ngữ chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ, điều động cán bộ. Thực ra thì hiện nay là nhiều người sử dụng bị lẫn ở chỗ này. Có sự nhầm lẫn. Nhiều người thì hiểu về bản chất. Nhưng mà ở đây ta thấy cái giữa cái chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển là bản chất của nó khác nhau. Bạn có thể thấy là cái luân chuyển ấy, thỉnh thoảng ta thấy có những cán bộ, ví dụ như tôi không biết bạn ở bộ ngành hay ở địa phương, nhưng mà
Nếu như mà bạn ở địa phương, bạn sẽ thấy là có công chức được chuyển từ huyện về xã để làm chủ tịch xã, phó chủ tịch xã. Có người thì chuyển từ chủ tịch huyện thì về lại làm phó giám đốc sở. Có người thì chuyển từ sở thì lại về huyện. Đó thì đó, và làm các cái vị trí, cái công việc khác nhau. Trước đây là anh làm chuyên môn, xong bây giờ thì anh quay trở lại là anh về địa phương, về cấp dưới thì anh lại là người đứng đầu một đơn vị, lo miếng cơm manh áo cho cả một địa phương, cả một xã, cả một huyện. Thì cái đó là luân chuyển, là để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng. Nó gắn với cái câu chuyện phát triển đội ngũ công chức, mà đặc biệt là xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo. Đó là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Thế còn chuyển đổi vị trí công tác ở đây ấy, là tập trung vào những nhóm công chức mà thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn. Nhiệm vụ chuyên môn tức là anh chuyển sang vị trí công tác khác, là chuyển về đối tượng quản lý và khu vực địa lý mà anh quản lý. Nhưng mà về nghiệp vụ chuyên môn thì anh vẫn làm nghiệp vụ đó. Ví dụ như anh kiểm tra viên thuế thì khi chuyển vị trí công tác khác từ chi cục này sang chi cục khác, anh vẫn làm kiểm tra viên thuế. Anh kiểm tra viên hải quan thì vẫn làm cái công việc đó, nhưng mà khác về vị trí địa lý, về đối tượng quản lý. Thế tại bạn hỏi tại sao lại phải chuyển như thế? Tại vì thế này, là nhà nước ta phải nói thẳng ra là nghi ngờ và đặt ra vấn đề là nếu như một người mà giữ cái vị trí chuyên môn lâu năm ấy, ở những cái vị trí nhạy cảm như tôi vừa nói, ba cái khu vực nhạy cảm, là rất dễ hình thành các cái ekip để con ong đã tỏ đường đi lối về, là để có thể là tham nhũng, là tiêu cực. Cho nên phải chuyển cho anh sang khu vực khác, là sang đấy thì lạ nước lạ cái, là anh khó mà có thể thực hiện được cái hành vi tham nhũng. Thì cái này các bạn có thể theo dõi và đọc kỹ ở trong cái nghị định 59, cũng nói đến những cái trường hợp mà phải chuyển đổi, và những cái thời hạn phải chuyển đổi, vân vân. À, cái chỗ này tôi chia sẻ thêm với cô Trang một chút. Và cái điều động cán bộ ấy thì nó lại phụ thuộc vào nhu cầu, phụ thuộc vào nhu cầu, phụ thuộc vào yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ. Có thể là không phải là luân chuyển, cũng không phải là chuyển đổi vị trí công tác. Cái chuyển đổi vị trí công tác thì ta thực hiện bằng quyết định điều động, đấy cũng là một nhu cầu từ thực tiễn. Nhưng mà trong cái điều hành, trong quản lý, có những cái tình huống là bộ phận này, bộ phận kia, có người đi công tác nước ngoài, có người ốm không thực hiện được nhiệm vụ, khu vực này, khu vực khác, phát sinh ra những vấn đề đòi hỏi phải tăng cường đội ngũ công chức đến đấy làm việc. Thì người ta, thì cái người mà có thẩm quyền quản lý cán bộ có quyền là điều động những người này từ vị trí này sang vị trí khác. Như vậy điều động là một cái biện pháp, một cái hoạt động trong cái việc quản lý và sử dụng đội ngũ công chức viên chức. Vâng ạ. Và thưa thầy, vẫn bạn khán giả đó muốn thầy cho biết thêm là cái việc chuyển đổi vị trí công tác thì được thể hiện như thế nào ạ? Và em có được mang theo vợ con đi cùng không, thưa thầy? Cái câu hỏi của bạn tôi thấy lại hơi ngược với một vài ý kiến mà thực tế tôi gặp. Có người thì cứ bảo em muốn được chuyển đổi vị trí cơ đi công tác nơi khác để được xa vợ. Nên tôi không hiểu sao bạn ấy muốn xa vợ mà bạn lại muốn mang vợ đi. Nhưng mà tôi thì thấy tôi thì giải thích thế này, dưới góc độ pháp luật là được thực hiện như thế nào. Thì về đối tượng thì vừa rồi tôi đã giải thích với bạn rồi. Về thời hạn thì trong quy định của Nghị định 59 và trong luật phòng chống tham nhũng có quy định là thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ 2 đến 5 năm, tức là anh ở cái vị trí đó 2 đến 5 năm thì anh sẽ chuyển sang vị trí công tác với đối tượng quản lý và địa bàn khác, hoặc địa bàn khác. Thế còn được mang theo vợ con đi không thì rõ ràng là bạn có thể là chuyển vị trí công tác đi ở nơi xa. Ví dụ như bây giờ bạn đang công tác ở trong Đà Nẵng mà bạn lại được chuyển thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác mà bạn chuyển về Hà Giang thì xa vợ xa con kẻ cũng nhớ đấy. Nhưng mà bảo là được mang đi theo hay không thì hiện nay chính sách pháp luật không có chỗ nào quy định về cái chỗ này, là được cho bạn mang vợ đi cùng hoặc là đi con đi cùng. Thế tuy nhiên cũng không không cấm là các bạn với những cái quan hệ cá nhân, với điều kiện cá nhân, với nhu cầu cá nhân, muốn con học hành thuận lợi hơn, muốn vợ cùng với gia đình, muốn chia sẻ hàng ngày đầm ấm, thì các bạn cũng có thể là chuyển vợ, chuyển công việc của vợ, chuyển chỗ ở của vợ con, hoặc là chuyển trường lớp cho con. Thì tất cả những cái đó là cái nhu cầu cá nhân và khả năng thực hiện bằng cá nhân của bạn, chứ không có cái chính sách nào về việc là bố trí cho vợ con của người mà được chuyển đổi công tác cả. Có chăng, ở đây tôi chỉ nói là có chăng thì có thể là cơ quan có thẩm quyền bằng cách này cách khác, với những chính sách
hỗ trợ động viên rồi thì tạo điều kiện để các bạn thuận lợi hơn trong cái việc mà chúng ta giữ được cái ổn định trong cái sinh hoạt gia đình. Vâng ạ, xin cảm ơn thầy. Có một câu hỏi bạn khán giả đặt ra là ở trong cơ quan thì bạn ấy thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác, nhưng bạn ấy lại không muốn chuyển, thì thầy có cách nào giúp không ạ? Sao bạn không hỏi sếp của bạn? Vâng, bởi vì thủ trưởng của bạn mới là người quyết định là chuyển bạn đi đâu hay không chuyển bạn đi đâu. Bây giờ tôi biết đâu được rằng là bạn được chuyển sang vị trí mới lại có thể lại tốt hơn, sang vùng mới mà có nhiều đặc sản hơn, hoa thơm trái ngọt hơn. Chứ đâu có phải là vùng xa xôi hiểm trở. Thế nhưng mà bảo là có cách nào để giúp em ở lại không? Thì thực sự là không có cách nào cả. Cách nào thì cũng phải theo quy định của pháp luật thôi. Ở đây người ta trong luật phòng chống tham nhũng và nghị định 59 ấy, thì có quy định một số trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác và những trường hợp mà không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác. Đấy. Chỉ chưa thực hiện và không thực hiện khi mà các bạn thuộc về các trường hợp đó thôi. Thứ nhất là đối với trường hợp mà chưa thực hiện vị trí chuyển đổi vị trí công tác thì ở đây luật phòng chống tham nhũng quy định đối với 4 trường hợp. Một là cái ông mà đang trong thời hạn bị xem xét để xử lý kỷ luật ấy. Cái thứ hai là người mà đang trong quá trình bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, tức là những trường hợp này là những trường hợp có liên quan đến câu chuyện vi phạm pháp luật. Thì cũng không chuyển đổi để phục vụ cho các cái hoạt động của cơ quan chức năng, vừa đồng thời là để mọi thứ nó không xáo trộn, nó sẽ thuận lợi. Trường hợp thứ ba là trường hợp mà anh bị bệnh hiểm nghèo mà có xác nhận của cơ quan y tế, hoặc là người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người được điều động biệt phái, vân vân. Và trường hợp thứ tư là trường hợp mà những người mà phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc là nuôi con dưới 36 tháng tuổi, hoặc là nam giới mà vợ mất, hoặc là nuôi con nhỏ dưới nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi mà do vợ mất, thì hoặc là một số trường hợp khác, đại loại là trường hợp đấy cũng là những trường hợp rất đặc biệt cần phải quan tâm thì đã không chuyển đổi. Còn ở đây có những cái trường hợp đặc biệt mà ta không chuyển đổi ấy, ví dụ như những người mà thời gian còn lại công tác của họ là dưới 18 tháng thì ta cũng không chuyển đổi vị trí công tác. Dạ, xin cảm ơn những ý kiến quý báu của thầy. Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời của thầy Tuấn Khanh vừa rồi đã khép lại chương trình phát sóng ngày hôm nay của kênh ITC Channel. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm hành chính và phòng chống tham nhũng ở các chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn có câu hỏi xin gửi về các địa chỉ Gmail, Zalo, Facebook hiển thị trên màn hình. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ và theo dõi kênh của quý vị và các bạn bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại.